Mình ở đội nào anh ạ? Gì? Mình ở đội nào anh? Bình Tân. Bình Tân à? Ừ. Anh thấy em cãi câu gì đâu, em chấp hành mà. Thôi thôi anh cứ lập đi, không vấn đề đâu. Em thì anh em đi, các anh đi làm nhiệm vụ thôi, em cũng chấp hành, người dân chấp hành cho các anh làm việc nó ấy thôi. Nó đâu trở về đâu không? Thì em có chống đối gì đâu, em đưa giấy tờ để các anh lập mà, em có chống đối gì đâu trời. Các anh đi làm là thực thi công vụ của chúng em, người dân chúng em chấp hành để các anh làm việc nó ấy đi, chúng em cũng phải cản trở chống đối thì các anh đâu, đúng không? Mấy ông cũng chống được cái gì đâu mà chống, đúng rồi, đúng không? Vâng, thì đây. Dạ thôi, anh cứ lập biên bản đi. Đây cầm. Dạ. Không, anh đọc biên bản thì báo lỗi dừng xe em, anh đọc biên bản thì... Em có quyền nhắc nhở ông làm gì đâu, thích tôi lập phải không? Tôi có quyền nhắc nhở ông được không? Ủa anh sao tôi? Ủa anh sao? Bây giờ muốn dễ hơn em nói anh nè, em xuống em chấp. Giờ tôi có quyền nhắc nhở ông được không? Dạ. Tôi có quyền tôi nhắc nhở ông được không? Ông lại gì ông bắt tôi phải làm theo không? Em không phải làm cái gì đâu. Anh như thế này, như thế này, như thế nào? Cái đồ như thế nào? Anh nói đang cái đồ như thế nào? Chuyện cái gì? Em không phải chuyện chuyện. Bây giờ báo lỗi em thì làm biên bản. Thế thôi. Thế có gì ngoài bảo tao đi. Chứ gì? Sao anh lại bảo em đi? Em đi đây, anh nhắc nhở em. Anh bảo em biến đi đâu? Em đi đây, anh nhắc nhở em. Anh bảo em biến đi đâu? Đây, nói chuyện nè. Hả? Anh nhắc nhở em đi đây. Anh bảo em biến đi đâu? Anh cứ đứng đó, đủ khoảng cách, đang mùa dịch, đứng đó, đứng khoảng cách. Đúng rồi, không nhưng mà đứng cái khoảng cách nói đủ nghe được chưa? Anh không cần phải tiến sát. Anh không cần phải tiến sát. Anh đứng đó đứng khoảng cách nha. Anh không nói chuyện anh. Tôi nói anh đứng đó. Tôi chả làm cái gì cả. Tôi không, anh cứ đứng đó, tôi đứng đây, tôi không đi đâu cả. Anh không làm gì toàn anh nhá, anh thái độ anh như thế nào? Còn anh đứng anh cứ đi cho tôi thái độ anh như nào này. Đi lại xe đi. Hả? Đi lại xe đi. Anh như nào? Mấy anh mới ra đường đúng không? Cái gì anh mới ra đường? Ở đây à. Chị cứ đi. Anh cứ nói đi, có đây. Qua đây. Anh cứ nói đi. Đây nè, có chị được. Hả? Hướng dẫn anh đó, vâng. Đi bít sai nè, vâng. Cái này 950.